Người xưa nói, năm cây này càng to càng thiêng, đừng dại mà chặt đi mà ốm đau lụi bại, gia đình khó khăn triền miên. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cây xanh nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta, là một phần không thể tách rời của sự sống. Chúng cung cấp cho chúng ta oxy, cho chúng ta bóng mát, hoa thơm và quả ngọt, là những cái vị thuốc để cứu người. Từ ngàn xưa đến nay, cây xanh còn mang nhiều cái giá trị tinh thần và giá trị tâm linh trong đời sống của con người. Vì vậy, việc trồng cây hay là chặt bỏ cây cũng có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Bằng kinh nghiệm sống qua nhiều đời truyền lại, người xưa cũng dặn rằng có 5 loại cây này đừng có dại mà chặt. Nếu không, tài lộc sẽ bị tiêu tán, gia đình không thể thịnh vượng, kinh tế cứ thế mà lụi bại cơ đồ. Đó là những loại cây gì và chúng cần được chăm sóc ra sao để có được cái may mắn tài lộc cho mình? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chiêm nghiệm cùng Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thứ nhất, không nên chặt cây ở công trình tôn giáo, đình, đền, miếu, phủ, chùa, chiền hay là các cung quán. Quý vị thân mến, những cây cổ thụ sống nhiều năm ở đình, chùa, miếu, phủ có thể hấp thụ những cái nguồn năng lượng tích cực cũng như là cả cái tà khí nữa. Đây là những loại cây có thần linh, có ma quỷ trú ngụ. Do đó, việc chặt hạ những cây này có thể gây ra cái sự báo ứng, mang lại cái sự ốm đau, không lối thoát. Vận hạn thì đeo bám gia đình, khốn khó, triển miên. Vì vậy, khi mà xây dựng công trình ở gần các cây này thì nên tránh xa chúng thì hơn. Tránh chặt hạ hoặc là phải tiến hành các nghi lễ để di rời cây đến nơi khác. Theo quan điểm của dân gian, những ai mà không tôn trọng sự linh thiêng và tham gia vào việc chặt cây, phá cây, có thể sẽ phải chịu cái sự trừng phạt, thậm chí là trả giá bằng cả sinh mệnh của mình nữa, quý vị nhé. Cây thứ hai không nên chặt đó chính là không nên chặt cây lớn lâu năm bên đường. Quý vị thân mến, thì ở Việt Nam ấy cũng có rất nhiều cái câu chuyện về cái việc chặt cây mà đã bị báo ứng, đặc biệt là có những loại cây to mà người ta còn không dám chặt nữa. Đó. Theo các chuyên gia phong thủy tâm linh, cây cổ thụ lớn lâu năm ở bên đường thường được coi là cái nơi trú ngụ của các linh hồn lưu lạc, những người chết đường, chết chợ. Do cái tai nạn thì những người này thường lựa chọn đây là cái nơi để trú ẩn. Do đó, nhiều cây cổ thụ mọc bên đường được trang trí bát hương để mà thờ cúng thần linh hoặc là những cái linh hồn lưu lạc. Vì thế, cần tránh việc chặt phá những loại cây này, thậm chí là ở những nơi mà xây đường cũng cần phải chấp nhận làm đường vòng, tránh chặt bỏ cái cây cổ thụ này quý vị nhé. Các loại cây này không chỉ đơn giản là cây mà chúng còn được coi như là nơi trú ngụ của các linh hồn. Việc chặt bỏ những cây này đồng nghĩa với việc chặt phá hủy cái nơi trú ngụ của các linh hồn, có thể bị trả giá bằng những cái hiểm họa mà khó có thể lường trước được quý vị ạ. 3. Không nên chặt cây cảnh lâu năm trong gia đình. Thưa quý vị, cây cảnh tốt lành lâu năm đã sống và chứng kiến nhiều cái việc diễn ra trong gia đình. Chúng cũng giống như một thành viên trong gia đình. Những cây cảnh gia truyền từ đời ông bà sang đời con cháu cũng giống như một cái nhân chứng sống trong gia đình. Do đó, tự ý chặt bỏ giống như là chặt đi cái mối liên kết giữa các thế hệ trong gia đình, chặt đi tình yêu thương, cái sự biết ơn trong gia đình. Bên cạnh đó, nhiều cây còn giống như một cái món quà mà ông bà chồng tặng cho con cháu. Thế nên, nếu mà cây cảnh đã sống nhiều năm trong nhà thì chúng cũng như một thành viên, một phần thân thuộc của gia đình. Vậy nên chúng ta đừng tự ý mà chặt bỏ. Nếu mà vì xây sửa mà phải bắt buộc phải chặt thì cũng cần thắp hương xin phép ông bà tổ tiên, hoặc nếu được ấy, thì hãy đào chúng di chuyển sang một vị trí mới thì sẽ tốt hơn quý vị ạ. Thứ tư là người xưa cũng khuyên không nên chặt cây du vì nó sẽ chặn đường tài lộc. Bởi có câu sau nhà có cây du thì trăm quỷ không dám tới. Cho nên từ lâu nó đã được mệnh danh là cái cây trừ tà. Trồng một cây trong nhà sẽ giúp xua đuổi cái tà khí và những cái điều xui xẻo đến quấy nhiễu, đồng thời thu hút cái năng lượng dương giúp gia đạo được bình an, các thành viên hòa thuận đoàn kết. Bên cạnh đó, chữ du
và chữ dư trong tiếng Hán có phát âm giống như nhau, nên là cây du cũng được coi là cây may mắn, cây dư tiền. Hơn nữa, cây du có tuổi thọ rất là cao. Theo ghi chép mới nhất thì cái loại cây này sống lâu nhất mà họ đã ghi chép được, có cả hơn 1.000 năm tuổi. Nên là trồng cây du trong nhà có ý nghĩa là bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho những người già trong gia đình. Ngày nay cây du hay được trồng bonsai trong chậu. Có cây du ở bên cạnh trong nhà thì không những là xua đuổi được cái tà khí, tiêu trừ những cái tai họa mà còn thu hút cái tài lộc của cái, cầu mong đến cái sự trường thọ. Cho nên người xưa khuyên tuyệt đối không được chặt hạ cây này quý vị nhé. Trên thực tế thì người xưa khuyên con cháu không được tự ý chặt bỏ những loại cây này, không chỉ vì cái niềm tin tâm linh mà còn muốn nhắc nhở con cháu về việc là sống phải hài hòa với thiên nhiên. Cây cối không chỉ mang lại bóng mát mà còn mang lại cái năng lượng tích cực cho cuộc sống của con người. Vì thế, việc tự ý chặt bỏ cây có thể làm ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, cũng như là đến các loại côn trùng, gây ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái. Do đó, tự ý chặt cây có thể ảnh hưởng đến cái phong thủy trong gia đình và cái môi trường xung quanh, từ đó mà ảnh hưởng đến đời sống của quý vị ạ. Thứ năm, người xưa nói chặt cây ăn quả lâu năm là cắt đứt cái phúc lộc. Thưa quý vị, người xưa rất chú trọng trồng những cái cây ăn quả trước nhà. Những cây này cho trái ngọt, bóng mát, phải mang cái ý nghĩa là tài lộc và tốt đẹp, cầu mong cho gia đạo được thịnh vượng, con cháu mãn đường, công việc thì thuận buồm xuôi gió, tài lộc dư giả. Cây ăn quả tượng trưng cho cây tài lộc và có ý nghĩa rất tốt. Dù là đào, cam, táo cũng sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho gia đình. Đó giống như là những quà tặng tài lộc ngọt ngào mà các thế hệ trước đã để lại cho con cháu. Do đó, nếu mà chặt bỏ chúng thì chẳng khác nào chúng ta chặt bỏ cái phúc lộc mà ông bà, cha mẹ đã để lại cho chúng ta. Không có lợi cho cái sự hòa thuận của gia đình, của cải đương nhiên cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Như vậy, việc chặt những cây lâu năm sẽ khiến chúng ta mất mát cả về giá trị sử dụng, kinh tế hay là ý nghĩa tinh thần, tâm linh. Do đó, người xưa khuyên chúng ta không nên chặt bỏ một số loại cây lâu năm. Đến một lúc nào đó, chúng thậm chí có thể mang lại cho chúng ta một cái khoản tiền khổng lồ nữa. Chẳng phải đã có rất nhiều loại cây cổ thụ được trả giá hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ đúng không quý vị? Giữ cây lâu năm trong nhà, biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại được cái tài lộc lớn. Thì ngoài ra chúng ta cũng cần phải trân trọng những cái giá trị văn hóa, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những cái cây lâu năm, vì nó mang cái ý nghĩa văn hóa tinh thần lớn trong cái đời sống của chúng ta. Do đó, dù lời khuyên của người xưa có chính xác hay không, thì chúng ta vẫn nên thận trọng khi mà chặt bất cứ các loại cây xanh nào quý vị nhé. Quý vị thân mến, thì chúng ta biết ấy, trong cái cuộc sống hàng ngày thì ngoài cái những cái loại cây mà Tử Thông chia sẻ ở trên không được chặt, thì có những cái loại cây mà nếu mà thấy quý vị hãy chặt ngay nhé, chặt ngay, đừng có để trong nhà kéo lại rước họa vào thân. Như quý vị đã biết ấy, cuộc sống xã hội hiện đại thì ngày càng muốn phát triển hơn, cũng đồng nghĩa với việc là con người ngày càng chú trọng cân bằng giữa cái yếu tố tâm linh và cái yếu tố thiên nhiên. Ai cũng muốn là hòa mình vào với thiên nhiên để sống. Cụ thể hơn, các gia chủ sẽ thường ứng dụng cái phong thủy học vào cái nghệ thuật sắp xếp trang trí nhà cửa. Điển hình là cái việc trồng cây xanh trước cửa nhà đang dần trở nên phổ biến trong nhiều gia đình người Việt. Trồng cây xanh trước cửa nhà cũng sẽ giúp cho gia chủ có được cái ngôi nhà nó thêm hài hòa, thanh lọc không khí, giúp cho cái không gian nó được trong lành, thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng có thể trồng được trước cửa nhà, bởi soi chiếu theo cái góc độ tâm linh, có một số loại cây sẽ khiến cho gia chủ tài vận suy yếu, hao tiền tốn của. Do đó, nếu mà có ý định trồng cây hay là có những cái cây này trước nhà thì quý vị cũng nên chặt ngay hoặc là tránh trồng để mà rước họa vào thân quý vị nhé. 7 loại cây mang âm khí vào nhà tuyệt đối không nên trồng. Cây thứ nhất đó là chính là gì? Cây dâu tằm. Thưa quý vị, từ ngày xưa ấy, thì các cụ ta vẫn luôn quan niệm rằng cây dâu là thể hiện của sự chết chóc, là biểu tượng của sự không may mắn. Bởi đọc theo tiếng Hán, cây dâu tức là gì? Chữ tang đấy, cùng với âm tang ma. Do đó,
gia chủ tuyệt đối không nên trồng cây này trước cửa nhà để không mang lại cái sự chết chóc và những cái điều xui xẻo. Hơn thế nữa, quan niệm dân gian còn cho rằng cây dâu rất tốt trong cái việc trừ tà ma. Nếu mà gia chủ muốn gia đình thịnh vượng thì tốt nhất không nên để bóng dáng cây dâu xuất hiện trước cửa nhà. Muốn gia đình thịnh vượng gặp nhiều may mắn thì quý vị nên trồng cây dâu ở sau nhà quý vị nhé. Đấy, trước nhà không trồng được nhưng mà sau nhà lại rất là tốt. Thứ hai đó là cây liễu, trồng thì sẽ dễ bị hao tài tốn của. Quý vị thân mến, trong vườn đặc biệt kiêng kỵ trồng cây liễu. Trồng những cái loại cây này có thể dẫn đến những cái xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Vì từ liễu nghe giống với từ lưu, tức là chảy đổ đi mất. Ngoài ra có một cách nói khác, đó là rất lâu từ trước đây mọi người cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí đến nhà. Hơn nữa, cây liễu còn không kết hạt, khiến cho người ta liên tưởng đến sinh con cái, đến khó là hay thông được. Vậy nên trồng cây liễu rất là không may mắn, không thích hợp trồng trong cái vườn hoặc là nhà của mình quý vị nhé. Thứ ba là cây dương xỉ. Quý vị thân mến, cây dương xỉ thường được người chơi cây cảnh rất ưa thích vì cái lá cây rất là xanh, tán rất là đẹp. Tuy nhiên, trong dân gian, cây dương xỉ được cho là cây dẫn dụ tà ma về nhà. Nó được cho là cái cây không mang lại cái may mắn cho gia chủ. Trên thực tế, dương xỉ và dây leo nó thiên về cái tính âm. Nếu mà quá xanh tốt thì sẽ khiến cho không gian bị ẩm ướt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, quý vị nên kiểm soát chúng nếu mà muốn trồng trong khu vườn nhà mình quý vị nhé. Thứ tư, đó là cây xương rồng. Thưa quý vị, bất kể trước nhà, sau nhà hay là trong phòng khách thì quý vị cũng không nên trồng cây xương rồng. Cây xương rồng là một trong những loại cây có tác dụng hóa hung rất là cao, nhưng là cây kiêng kỵ bày trong nhà, đặc biệt là trong phòng khách hay là trên bàn làm việc. Theo phong thủy, hình dáng của cây xương rồng thuộc vào các loại đặc biệt. Phòng khách là nơi hội tụ cái năng lượng tốt, là cái nơi mà gia đình tụ họp, nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu mà đặt cây xương rồng trong phòng khách, chúng sẽ khiến cho những cái nguồn năng lượng này nó bị tiêu tán, hoặc là gì, bị tiêu diệt sạch bởi những cái loại gai sắc nhọn của chúng. Đặc biệt, xương rồng trên bàn làm việc có thể sẽ khiến cho công việc không thuận lợi, khó phát triển. Việc thân cây tập trung quá nhiều gai nhọn khiến cho xương rồng luôn bị bao bọc bởi cái sát khí. Những cái mũi nhọn của cây nó chĩa vào người sẽ tạo ra cái khí xấu, ảnh hưởng đến cái sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Đôi khi xương rồng nở hoa cũng được coi là cái điểm lành, vì hoa xương rồng mang lại cái năng lượng tốt nhưng mà cũng không đủ sức để át đi cái khí xấu của những cái gai nhọn nó mang lại. Thưa quý vị, cây xương rồng là một loại cây có sức sống rất mãnh liệt, có thể sống sót trong bất cứ cái nghịch cảnh nào. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy của xưa, cái loại cây này chỉ nên trồng trong trường hợp nhà mới có đám cháy hay là đám tang. Xương rồng là biểu tượng cho một cái xui xẻo hoặc là những chuyện gở. Nhờ vào cái sức sống mãnh liệt mà xương rồng được trồng để xua đuổi âm khí tà ma, nó không thích hợp cho những ai mà muốn cầu tài cầu lộc quý vị nhé. Thứ năm là cây hoa hòe. Quý vị thân mến, cây hoa hòe sau nhà nếu mà trồng thì sẽ vùi dập công danh. Đối với cây hoa hòe không nên trồng ở sau nhà mà nên trồng ở trước cửa để đem lại cái phúc lộc dồi dào. Bởi cây hoa hòe tượng trưng cho cái sự may mắn thành đạt. Nếu trồng cây hòe ở sau nhà là vùi dập đi cái sự may mắn thành đạt, gia chủ sẽ không ngóc đầu lên nổi. Ngược lại, nếu mà trồng cây hòe trước nhà sẽ đem lại cho gia chủ cái sự may mắn trên con đường quan lộc, giàu sang vinh hiển. Thứ sáu là cây đa. Dân gian nghìn đời nay vẫn truyền lại cây đa là cái loại cây linh thiêng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều nơi dựng cả bát hương dưới gốc đa. Người xưa vẫn quan niệm đa là cái nơi trú ngụ của âm khí, thường được trồng ở những nơi như là đền thờ, miếu mạo, chùa chiền. Gốc rễ của cây đa thì thường to và thô nên dễ khiến cho cái địa hình đất ở đó bị lồi lõm, gây ra cái sự mất cân bằng trong cái ngôi nhà. Vì thế, cây đa cũng không phù hợp để trồng trước cửa nhà quý vị nhé. Thứ bảy đó là cây bách. Thưa quý vị, cây bách là loại cây có dáng tự nhiên rất là đẹp và cũng được khá nhiều người, khá nhiều gia chủ yêu thích. Tuy nhiên, loại cây này được trồng nhiều ở những cái phần mộ
hoặc là những khu nghĩa trang của những người đã khuất. Bởi vậy, người ta cho rằng đây là loại cây mang lại nhiều cái xui xẻo, không mang lại cái may mắn. Do đó, quý vị không nên trồng cây bách trước cửa nhà. Thì ngoài các loại cây trên, quý vị cũng cần phải chú ý nên tránh trồng trước cửa nhà, không trồng cây lớn, cây tán rộng, không trồng quá nhiều cây trước cửa nhà, cũng không trồng đơn độc một cây, không nên đặt cây ở hướng Tây, Tây Nam. Bên cạnh đó, quý vị cũng không nên chọn các loại cây có tính âm như là cây họ quyết hoặc là cát đằng. Ngoài cái lý do phong thủy thì cây tán rộng xum xuê còn là cái điều kiện thuận lợi cho các loài động vật như là ruồi, muỗi hoặc là côn trùng rắn rết nó sinh sống, nó gây hại cho con người. Thưa quý vị, ở các tỉnh miền Trung cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp bị rắn lục có đuôi bò vào trong nhà để cắn người, đúng không ạ? Khi mà có cây trước nhà. Đó là những loại cây mà quý vị tuyệt đối kiêng kỵ, không nên trồng trước cửa nhà quý vị nhé, cần phải chặt ngay. Quý vị thân mến, cây xanh đại diện cho sức sống và cái sinh khí của một ngôi nhà. Chính vì thế, cái việc trồng cây xanh trước cửa là cái điều rất là cần thiết, nhất là đối với những cây có ý nghĩa trong phong thủy. Nếu mà trồng cây sai cách cũng sẽ làm mất đi cái ý nghĩa của cây, thậm chí là rước họa vào thân. Các bạn cần phải tuyệt đối tránh. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại cây tuyệt đối không được chặt, cũng như là những loại cây tuyệt đối cấm trồng trước nhà vì sẽ mang lại những điều xui xẻo không đáng có. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.